cái đất này có phước. Cái đất này nó có khoảng 200-300 quốc gia, Việt Nam là có phước là nhiều nhất nữa. Nhưng mà Việt Nam lại đối xử với Thiên Tấn Kiệt này rất là phũ phàng, lúc nào cũng muốn triệt hạ và lúc nào cũng xỉa sói. Nếu không Hụ nổi tiếng cực kỳ rồi, người của mình đó. Cho nên những cái người lạ đó mà tới á, thì những đứa con họ Thiên mà cần Hụ phải biết, kêu họ ngồi xa ra. Tại họ khát sanh để họ lấy xuống họ xuyên tạng, chứ không phải họ khát sanh để học, họ hiểu không? À, sư phụ nói chuyện họ ngồi xa xa họ nghe ngóng thì ok. Chỉ có những đứa con họ Thiên theo sư phụ gần á, thì những trường hợp đó thì phải hiểu ý. Nếu không thì phải bỏ chỗ đó, phải đi chỗ khác. Bởi vì họ hiểu học chưa tới, hiểu chưa tới. Thông địa lý thì cũng chưa thông, rất là khó dạy. Đó là lý do 10 chết 7 còn 3 mà kinh điển mà nói á, là cái thần hồn bị sàng lọc 10 chết 7 còn 3. Không phải là cái xác này 10 chết 7 còn 3 nha. 10 người mà chết đi á, chỉ có 3 linh hồn á sẽ được theo vô vụ đi lên thiền Bát Nhã về thôi. Còn cái xác này là vô số không tính. Trong thấm cơ nói là có, nhưng mà nói theo lý phải hiểu đó là tính theo thần hồn á. 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Có nghĩa là một cái thần hồn mà được chọn ở lại rồi được tái sanh trở lại á, thì mới giúp cái đạo Thiên Tâm phát triển để thống nhất thế giới, để cái thế giới sau này không còn có nhiều đạo, không còn thánh chiến. Những cái thần hồn mà cái đó là tiêu luôn hay là đi vô sở thú thì là gì? Khi họ còn sống họ quá sức phạm thượng trên 3 lần với Thiên Tâm, với Hữu Hụ, với cha mẹ, thì họ sẽ không có thích ứng ở vào cái thời vàng kim. Khi mà Đức Thầy xuất hiện, Đức Thầy là Phật Di Lặc, khi mà Phật xuất hiện họ không có thích hợp để nghe. Nó cũng giống như tại sao Hữu đem hai câu chuyện là một cái chiếc thân đang sống ở một cái thành tinh gọi là thành tinh đỏ, và một cái chiếc thân đang ngồi đây. Tại vì cái chiếc thân thành tinh đỏ thì họ không có lập đạo được, có lập đạo họ không tin. Cũng giống như trái đất của mình, giống như nước Việt Nam của mình. Nếu mà sư phụ lập đạo trễ 5 năm thì là mấy đứa nhỏ lớn, những cái đứa lớp tuổi già mà nghe được sư phụ cũng chết hết. Rồi sư phụ cũng không có lập đạo được. Thì thời năm 2017 đó, cái gì mới cho cái đạo ra đời càng sớm để mà cứu. Nếu không, cái câu sư phụ thường nói là sẽ thành đồ đồng, đồ đá. Thì người Việt Nam sẽ như thể thành đồ đồng, đồ đá, tại nó bị nhồi sọ quá rồi. Bây giờ con có đem đạo kiểu nào đi con nói chuyện họ cũng không nghe hết. Họ biết là có trời có Phật, họ nghe nhiều người nói rồi cộng lại á, họ thấy những thầy quốc danh á làm hư một cái dân tộc về đạo đức, hư chùa, hư chiền, hư cái nền tảng về lòng tin á, nó gọi là mất đi cái lòng tin á. Trong con người mình nó có những cái function giống như computer vậy, cái function mà có lòng tin á tự nhiên mất hết. Một nước Việt Nam 100 triệu người ấy, mất đi cái lòng tin thì giờ con có lập đạo kiểu nào cũng như không à, hiểu không? Nó có cái đó nữa. Chứ bây giờ con cứ nghĩ hồi xưa á, ai mà thấy một cái hiện tượng lạ thôi là cả nước người ta quảng hồn, người ta phải tu rồi. Còn bây giờ hiện tượng lạ đang ngồi đây, khỉ bảy màu đang ngồi đây, thiên tử đang ngồi đây, đóng ba cái đinh cũng ngồi đây, rồi nói chuyện gần 4 năm gần 200 mấy chục cái clip cũng hết nước miếng luôn, cũng ngồi đây, có bao nhiêu người hiểu? Đó là thiệt 100% chứ thiên tử sao làm thiên tử giả được, hiểu không? Còn lập cái đạo này á, con nghĩ giàu cho người lỗi lạc nhất thế gian á, một vị thầy nào cũng không dám lập đạo nữa. Mà sư phụ lập được cái đạo tới ngày hôm nay phải có cha ấn chứng, hội đồng chư Phật ấn chứng, tức khi không sao lập được đạo. Vậy mà họ cũng chờ lên mạng cũng vẫn chửi, ngày nào cũng chửi, đồ bố láo bao que tối ngày. Là sao? Là vì sư phụ sợ nước Việt giống như cái thành tinh đỏ đó. Cũng may có hạt giống Thiên Tâm đang ngồi đây,
Bữa lễ ngày mai là ngày 30 tháng 4. Tại sao là 30 tháng 4? Sao phụ chọn ngày khác? 30 tháng 4 nó có 3 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, ngày 16 tháng 3 là ngày thành lập Đạo Thiên Tâm năm 2017 tại núi Thiên Long Sơn. Bữa đó đó, mấy chị gì về còn đông hơn, rất là cực kỳ đông, đủ hết. Mà mình không có làm gì hết. Chỉ còn dĩa trái cây với mấy cái bông thôi, đứa nào nhớ bữa đó không? Ở trên Điện Mẫu á. Rồi nhưng mà mình trễ một tháng cũng không sao nha. Cái thứ hai là cái này mới là cực kỳ quan trọng. Sư phụ biết được nước Việt sắp sửa chết hơn nửa người. Hơn nửa người trong nước Việt sẽ bị chết. Chết đói, chết bệnh và chết chiến tranh ba thứ cộng một lúc. Thì mình mới lập cái này để khấn riêng cho nước Việt. Bữa hôm mình khấn cho thằng Du Khen rồi, thì hôm nay mình khấn nước Việt. Là vì những cái đường mà khi mà chiến tranh đường kinh tế vận chuyển cho nước Việt á, xăng dầu không có thì là thấy nó náo loạn đấy. Kinh tế mà nhà băng mà của Việt Nam mà khủng hoảng một cái nữa là nó càng náo loạn nữa. Con thấy bây giờ sắp sửa rồi đó. À, rồi chưa tính thằng Trung Cộng á, nó thù mình gần 5-7 nghìn năm. Nó lấy Đài Loan được, nó quýnh thằng Việt Nam thì yếu xìu à. Giống như bắt cao đồ mình xô cái ngã không cần xô, nó đi còn té lịch bịch. Tại vũ khí đâu có đánh được với ai, nên mình phải khấn. Thêm một chuyện nữa, mỗi năm cũng là ngày 30 tháng 4. Ngày 30 tháng 4 của mình có nghĩa là 30 tháng 4 bên Sài Gòn. Ở bên kia mấy đứa nhỏ thì ăn mừng, cởi áo ra, chạy ông ra, rồi giống như an hỷ lắm. Nó không tìm cái chuyện gì đó nó vui vậy đó. Hôm nay mình làm, mình lên mạng, mình lên mấy cái này để cho nó không phải vui đâu con. Nó là ngày kỷ niệm của bên tự do và bên kia thì đúng, nhưng mà không có bên nào là vui hết á. Ở bên này cũng không phải là hận nữa, mà bên kia cũng không phải là vui nữa. Nó là một ngày kỷ niệm thì được bớt có mấy cái vụ mà rầm rì ngoài đường đi, chết tên nơi không lo á. Đó là vậy nữa, để cho từ nay về sau những ngày đó hải ngoại và quốc nội đều có ngày 30 tháng 4, nhưng mà ngày kỷ niệm thôi, chẳng có bên nào hận thù, cũng chẳng có bên nào gọi là ngày ăn mừng hết trơn á. Chứ năm nào chú hộ thấy cũng ăn mừng á. Núi mình là cái mối hàng, núi của mình là tâm linh, trực tiếp thẳng với trên trời là một cái đài truyền tin cực kỳ quan trọng của cái nhân loại thời nay. Hộ nói 10 chị cái chúng 8-9 này, nhất là Việt Nam. Mà tại sao núi mình lại xen vô cái chuyện 30 tháng 4? Ở trên trời giữa Atula với Thiên Đình nó cũng đấu nhau. Quỷ Sa Tăng ở trên gọi là Thiên Ma Ba Tầng nó cũng đánh với sư phụ tối ngày. Sư phụ là con cha xuống đây cũng phải đấu đá với cái đám quỷ quỷ tình báo Hoa Nam như quỷ đỏ, đúng không? Búa liềm á, nó cũng búa liềm á, với cái búa có nghĩa là đạp, liềm có nghĩa là cắt cổ người. Thì búa liềm sẽ sang trang mà. Mấy vị nói có mấy bài thơ búa liềm sang trang. Sư phụ kỵ với cái đó. Thì đó là tại sao Thiên Long Sơn mình là tu hành, nhưng mà đạo với đời là giống nhau, quỷ với Phật cũng giống nhau. Cái hình bát quái á, yin and yang, nó trắng với đen cũng giống nhau. À, đạo tức là chính trị tức là đạo. Nếu không á, sức mấy mà Việt Nam chiếm được Sài Gòn nếu mà không lợi dụng đạo trong đó. Rồi bây giờ á, mỗi lần mình nói gì đụng tới phía bên đậu đen đi, mình đậu trắng đi, đụng tới đậu đen á là nó ôi anh tu lo tu, anh lo mấy chuyện tào lao á, anh ở bên hải ngoại cứ lo chuyện hải ngoại, anh lo chuyện bên đây nước Việt là của tụi tôi cũng là tào lao, đúng không? Cái nước Việt á, hiện bây giờ cái thế hệ trẻ bệnh từ 18 tới 45 á, mà không có hiểu gì á. Trong vòng 10 năm sau thôi, bia một đồng với ba cà phê với ba cái chất độc của Trung Cộng, cái gì nó cũng bơm vô á, là chết ung thư hết luôn. Một người bị bệnh là cả nhà phải bán đất, cả nhà phải lo cái bệnh. Là một cái quốc gia kiệt quệ như vậy. Nói mà đi xin qua xứ đài để đẻ giùm con lai Tàu thôi,
con lai Đài Loan, con lai Tàu thôi. Mà bữa nay á, người ta còn không cho đẻ giùm nữa. Hỡi nhỏ nào có bầu của nó đuổi Việt Nam đẻ. Không phải như mấy mình năm trước. Nhục nhã, đẻ giùm thôi mà cũng đẻ không được. Mấy con là phụ nữ, con hiểu đi. Nỗi nhục của quốc gia trong lịch sử nhân loại. Bởi vì lâu lâu có ngồi cái hồ biết nhiều chuyện trời, chuyện đất nhiều quá, tóc nó bạc. Biết mà nói không được, nói cũng chẳng ai hiểu tới. Sau này Việt Nam sẽ để lại một đống rác. Đống rác. Và để lại một cái lịch sử gọi là hèn nhát và ô nhục của người Việt Nam trong 10.000 năm lịch sử của người Việt. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh thành lập, sẽ để lại một cái lịch sử rất là cực kỳ ô nhục cho nước Việt. Cho nói vậy, sau này mọi người cũng vẫn thờ Hồ Chí Minh nhé. Để bên tượng Hồ Chí Minh, để bên tượng ai ta, để tượng Phật đi ha. Ok, một bên đó thì cà chua, một bên thì bông hoa. Thì có ai muốn cầm cà chua thì cứ cầm cà chua, không quên cầm bông hoa cúng Phật thì cúng. Chứ giờ mấy ông thầy quốc danh mà có gì cộng nó đưa lên, nó nói kéo thu hút cả 5-7 triệu người làm hư một cái dân tộc. Cái vụ của bổn phận phải nói để cho họ thức tỉnh, mà cuối cùng họ cũng không thức tỉnh. Họ cứ ngây ngô lắm, ngu ngủ không, ầu ơ với dầu không à. Như là ca sĩ vậy đó, làm mấy cái hình bỏ lên mạng Facebook ẩm bé đồ, giả bộ ông thầy Thích Chúc Thấy Mình đó, giả bộ cầm cái khất thực đi gì. Đạo Đại Thừa đâu có khất thực. Cái kiểu nào làm ấy, mà nhớ có một cái hồi xưa 5 năm trước, 10 năm trước mấy gì mới nói là con phải dạy cho Họ Thiên á, là phải có chánh kiến, phải có cái đầu để suy nghĩ, phải không? Vậy mà sao mà không có ai mà chịu suy nghĩ hết. Bị mấy ông thầy nói xuyên tạc là về núi hay về chú hộ hay là về cha mẹ là họ tin. Đó là trong năm loại khó độ. Đó là loại Phật tử khó độ nhất. Tại vì chiếc thuyền của Phật nói là cái đầu của họ là chứa nước dơ đó rồi. Bây giờ có đổ bao nhiêu nước sạch vô cũng vẫn dơ tiếp. Đó là loại đó. Loại con chiên của bên Công giáo. Hồi xưa mình đã nói trước là tin ta được về trời, không tin ta thì cứ xuống địa ngục. Hôm nay mình cũng nói như vậy. Hồi đó mình cũng dặn trước rồi, sau này ta trở lại cũng người giống người chứ không có nhìn người ta. Vậy mà họ cũng chửi mình. Hai loại kiến cận. Cận cứ nghĩ là mình có một chút xíu ăn học của thế gian là mình giỏi. Mai ngày qua có đệ tử kiến cận pharmacy đó người ta. Con hồi xưa là một trong lỗi có độ, nhưng mà giờ như giờ kiến cận mình chừa lại nha, cũng chừa được con đứa đệ tử kiến cận học giỏi. Rồi mã tấu xăm mình thì thôi, cái đó khỏi chơi, miễn bàn. Còn cái phần còn lại là đại gia giàu có, chức quyền sân trước sân sau. Đó, cái phần này á là mình không có nói hết nha quý vị. Mình chỉ nói là nó có khoảng 50% là tự gì đang ăn đậm rồi. Đang giống như con chuột mà nằm trong hũ nếp vậy đó, ăn ngon lành quá, không có chịu chạy ra khỏi hũ nếp. Ăn nó nổi mà cái bụng nó mập á, mà nó bò ra không nổi, chỉ cần người ta bóc ra thôi. Có mấy con chuột ăn hũ nếp nó kiểu vậy. Rồi chết sống trong cái hũ nếp. À vậy. Nhưng mà phần đó âm thầm cho hộ độ cũng được khoảng 30%. Dầu cho họ là Phạm Nhật Vượng hay là Nguyễn Phương Hằng hay là cái ông gì mới bị bắt, hiệp gì ta, tên gì ai biết tên ông nhắc đi. Hả? Tân Hiệp Phát ở tên gì? Hả? Nguyễn Thanh hả? Nguyễn Thanh Thản hả? Trời, Thanh Thản đã đâu ta. Rồi còn cái bà gì bữa hổm mới vừa bắt hè nhà băng gì SBC, bà gì? Bà gì Lan? Mỹ Lan. Nguyễn là Mỹ Lan, đại khái là những nhân vật giàu có đó, tột đỉnh của nước Việt. Rồi thêm Cường Đô La chạy chiếc xe có triệu đô gì đi, đại khái thêm một đống nhà giàu của Việt Nam nè đó.
mà không có hiểu về thiên tướng chuyện này á là cũng là nghèo sát di cương, cũng sẽ vô tù ăn cơm hộp như thường. Nhưng không có hẳn là vô tù luôn đâu. Mấy người này cũng đang đóng phim cho bờ trên á, đang đóng phim khổ á. Đây cái quốc gia mà thí dụ như Mỹ á, nó làm gì làm đâu có ngu để bắt mấy thằng CEO, mấy thằng ấy đi bỏ tù đâu. Nó bắt một thằng đi bỏ tù là cái hãng đóng cửa rồi, làm sao ai đóng thuế cho nó. Chỉ có nước Việt Nam mình là ngu nhất, lựa mấy thằng dạo là bắt lát hết. Còn thấy nó chuyện lạ không? Phạt nó thì cứ phạt đi, nó đâu khe tiền nó đâu. Không, cứ thích bắt người ta, rồi làm sao mấy người nghèo sống. Nhiều khi một thằng nó giàu, nó mua một đống chung cư ở đường quận 1, tự nhiên bắt một thằng nó vô hình thành ra một đống chung cư, đóng cửa là phải rồi. Bắt chừng 10 thằng thôi là cái nước tàn rủi rồi. Vậy mà cũng cứ đi bắt hoài. Nãy mình nói từ cái chuyện thành tinh đỏ dài qua tới cái thành tinh xanh rồi mới xong rồi mình chở vô mình nói tới mấy ông bầu nữa. Mặt ở đây hiện giờ ngày mai em chúng ta cộng lực để mà xin giảm cái sự chết chóc tổn thất của cho bà con dòng họ mình ở bển. Chứ bộ không có ai bển thì cũng không có gì lo. Bộ có hiếu bà má đẻ ra cái xác này là xong rồi, ông bà đi về trời thì chỉ lo 100 triệu con rồng cháu tiên thôi. Ít nhiều chúng ta đều có thân nhân bệnh, mình gán khánh. Khánh nhiều lúc cha đứng dưới gối râu, cha thấy mấy đứa này thành tâm thiệt á, là giảm chết chóc hết. Giống như hổm mấy ông Công giáo đứng ngay chỗ mấy cục đá này, tại mấy cái bàn của Công giáo đứng đây, mấy ông có cặp bài bài vậy. Thấy cho phụ thấy mấy ông đứng đây quá đông luôn, mấy ông xuống là cánh ông xếp lại mấy ông. Không cái là vừa xong buổi tiệc là mấy ông bay cái dù ngay thẳng về Diêu Khang liền, phun xuống là tiếc liền quá. Thì hôm nay Diêu Khang nó mới không bị thất thủ. Thì kỳ này mình cũng vậy. Mình nay là gần với trời, gần với Phật, gần với chi gì, gần với tổ. Qua mấy đệ tử quấn mấy cái này. Tổ nói không sao, tổ là vô ái ngại phải không? Mấy con cứ làm gì làm. Tổ là Phật rồi. Tổ mới vừa nói chuyện cái phụ nè, cứ việc quấn thoải mái. Tại tổ là vô ái ngại rồi, sáng thêm không đâu. Cho nên cái gì mình cũng nói chuyện trực tiếp, cũng giống như ông Sơn Thần cái miếu ổng. Lúc đầu cho phụ thì tính quay qua đây, cái hồi nghĩ rồi qua cho ổng nhìn view rồi phải không, đẹp. Cái ngồi hỏi kỹ là ngài muốn nhìn gì. Ô tôi muốn nhìn qua Phật Di Lặc. Tại ngài là thần, ngài cũng muốn đi về trời chứ bộ. Cho nên bây giờ ngày mai á, mà mình mà bưng cái miếu lên á, là mình phải quay về hướng đúng ngay Phật Di Lặc. Núi của mình á, mỗi một cái hiện tượng gì chút chút thôi cũng phải xin giấy phép, cũng phải hỏi mấy vị đàng hoàng. Chứ không phải con muốn đặt kiểu nào con đặt. Hai ông lẫn đẳng kìa, bữa nay có hai trái bắp không? Đãi không đi, ông đang ở đẳng hả? Lần cái thiên đình hạ phàm rồi.